Ngôi sao sân khấu danh ca Thanh Hằng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Hằng xin kính chào quý vị Phật tử và chào trân trọng nhé. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa. Cõi trời đau suốt nhìn về địa cầu quê hương tôi, thấy muôn loài đang ngập lặn trong biển trần khổ ai. Ngài về đây đêm qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa sinh diệt, ngài về đây học tiếng nói của muôn loài hân hoan hoan đeo cười, chọn đất lành thành cá tỳ lá về vườn lâm tỳ ni qua nở rộ gốc vô. Trái đất của tôi đã bay lần rụng đông như để báo tin mừng khắp ba cõi. Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước bài bước nở bãi đài sen quý. Về cho đến khi bình minh tỏa rạng, hoa nở chim ca muôn loài reo mừng. Trên trời cao bao tiếng nhà tưng bừng, bao tiếng ngợi khen, bao lời chúc tụng, chung vui cùng vua Tịnh Phạn gia hòa. Tả được tài trí thông minh, người người đều để phục, cung cách phi phàm đáng bậc trưởng phu. Sau chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian đang dậy đầy đau khổ, mồi giết đàn thú nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ếch nhái mạnh được yếu thua, phiền trước khắp muôn loài.
Phật ta cả đêm dài. Cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ, điện ngọc cung vàng vợ đẹp con xinh, vượt khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân, trên lưng con kiền trắng lướt qua ngàn cây cò. Dòng Anu Ma vừa đêm trường tỉnh nó mệt, thái tử Đất Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chi nó tóc, ngài đưa dao lên cắt tóc râu và đoạn hết thai tạm chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay cho y phục cùng tiên bạc già tu nơi rừng khổ hạnh, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn dương mắt tự sanh. Ngài vượt rừng lên núi tuyết khổ tu, ngồi thiền định quan nhân duyên sinh khởi, đem hơi thở vào ra giữ tròn chánh đá niệm thần khổ suốt sáu năm nền thần xác. Nhận thấy rằng hạnh đói khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống bình thường cho khỏe mạnh thân tâm, ngài đến sông Mỹ Liên được cô Nang Đà dẫn cho bát sữa, được bà Long Dương cúng dường bát cháo nhũ mi, dưới cội bồ đề vững thân thiền định, trí tuệ nở bừng xa rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, danh Phật Thích Ca đang vẹn toàn giác ngộ, đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Sen đã nở không lắm bụng tanh tưởi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao. Qua bất diệt nở ngay trường sinh diệt, nguyện muôn loài tương lai. Nữa cho chị hai tràng vỗ tay thật lớn à. Chị cảm ơn gia luật rất là nhiều đã gieo duyên cho chị được về đây để được gặp gỡ quý vị Phật tử. Nhất là cảm ơn thầy, quý thầy đã đồng ý và cho phép chúng con. Con xin tri ân và con hẹn nếu mà con sẽ còn giữ gìn sức khỏe của con và cái giọng hát này nữa, con sẽ mãi mãi cống hiến và phục vụ cho quý bà con cô bác suốt cả cuộc đời này luôn nữa. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ xin cảm ơn chị hai, chúc chị hai thật nhiều sức khỏe. Dạ chúc sức khỏe đến bà con cô bác nha. Dạ. Bà con cô bác mạnh khỏe nha. Sức khỏe dồi dào. Làm ăn phát đạt phát tài. Thấy không? Nếu mà thấy cái này là chưa, vẫn còn thiếu á. Trật tự đừng. Nếu mà chị hai không nói cái câu này là vẫn chưa đủ cái lực của bà đó. Là rần như vậy mới đúng là chị Thanh Hằng. Dạ xin cảm ơn bà con rất là nhiều. À, hồi chiều này 2 giờ thì quý thầy quy y, hồi sáng có một số Phật tử dẫn con của mình đến đây để quy y. Không biết là ở đây ai quy y chiều nay giơ tay lên được không ạ? Có một người mẹ già
Rồi, thấy rồi. Và có một người mẹ dẫn con trai mình đến đây quy y. Thì mẹ nói là không có cái gì khó hết đó, con cứ đăng ký đi. Rồi thầy sẽ hướng dẫn và những cái điều đó con cứ thực hiện được. Ngũ giới thì chúng ta xem như là người con Phật. Thì trong đó bạn đã hỏi luật nghe nè, là chú ơi, trong năm cái điều đó, có cái điều nào là cấm uống trà sữa không? Cái luật mới là cấm chơi game. Vậy thì quý vị thấy là hiện nay các bạn trẻ chơi game rất là nhiều phải không ạ? Người lớn chơi game, con nít chơi game và đặc biệt là nghiện game luôn. Và thì nếu như chúng ta là người lớn đi trước và để có một trong những cái phương pháp giáo dục hay cho các cháu là chúng ta nên tìm những cái ngôi chùa mà ông bà mình đã từng quy y để cho các cháu quy y và đến đó để làm công quả, vận động tay chân của mình làm những việc có ích thì bớt đi được cái thời gian mà các cháu nó sẽ bấm game và nghiện game. Đó cũng là một trong những cái cách rất là hay. Vậy thì chiều nay đó quy y rất là thành tựu và bây giờ đây thì chúng ta lại có thêm một số đệ tử mới của chùa Giác Tánh. Hy vọng là thời gian sắp tới đây nữa quý vị hãy lan tỏa cái thông điệp yêu thương này thật là nhiều để cho con cháu của mình và những người thân cận của mình tìm đến chùa, một cái ngôi chùa đủ duyên để chúng ta cho các cháu quy y và học tập với cái tư cách của người con Phật, một vai trò mới nữa trong đạo Pháp, chứ không chỉ là một người công dân của xã hội.